Tài khoản Techcombank xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Sơ duyệt để chuẩn bị vào đêm chung kết mà giờ không thấy ai. Không hiểu là các anh tài giờ luyện tập mấy ngày nay để vào chung kết ngủ thế nào mà ban tổ chức hẹn 9:30 mà giờ 10 giờ rồi chưa thấy anh tài nào. Hay là do mình kiểu sốt sáng quá. Đây, khung cảnh rất là đang chuẩn bị rất là bề bộn. Mà các anh tài thì bây giờ vẫn đang chìm đắm trong không gian của mình, chắc là một là cà phê, hai là ba là đang nói chuyện lao nháo ở đâu. Mình thì thấy tập trung nôn quá, nôn nóng quá, vất vả, khổ. Thêm một điều bí hiểm, điều này chỉ có Jun Phạm mới có thể làm ra được thôi. Đây là một điều bất ngờ nhất dành cho rất nhiều những người ưa thích bất ngờ. Bởi vì đây là đồ mà Jun Phạm đã dành cho chúng tôi trong công diễn sắp tới. Nhưng rất có thể sẽ không dùng. Làm sao vậy? Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Cháy hồng tâm là cháy hồng tâm. Mưa mật xanh là mưa mật xanh. Cháy cho nhanh thì còn đâu còn cổ. Cháy không nhanh mất cả cổ. Phi sang bên chéo sân khấu bên này để không vào khán giả. Bên của mình là sang bên tay trái nhá.
6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Từ lúc con đeo cái này vô công vậy luôn. Quá là sợ. Cũng nhỏ thôi. Để về kịp, chứ không phải bị xa quá. Gần lại xa quá tiên. Xa quá. Mộng thường nhớ tôi. Trời ơi, chưa thuộc. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn từng ngày trôi năm hơn gối. Trời ơi, thương em quá em ơi, tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trong năm. Yeah.
gái Việt Nam để đầu quả dưa đây. Ừ, em chắc là mai buộc khăn, mai buộc khăn. Chắc để màu đỏ nhỉ. Đang không kịp đi dùng tóc. Mày dạ bạn. Mày nè mày dạ bạn. Mày dạ bạn nào. Ai là bạn nào. Mày dạ bạn dạ bạn. Lúc mà về anh tập câu đấy xong rồi có thể anh bù một câu. Đi cái chương trình này xong rồi. Cảm ơn Duy. Anh nói nhưng mà người anh xè ra anh buồn. Tu hú kêu làm sao dí dầu tình ta quán phủ tình đa. Đúng rồi. Đêm trắng thương mình tôi tình ta buồn chắc lứa đôi. Không. Đúng không? Ở đó của anh Hiện Kiều mà. Đêm trắng cao quá. Cái câu đấy của anh Kiều nhưng mà ý là mình hát câu đấy chung với nhau mà. Em đi luôn đi. Tu hú kêu làm sao dí dầu tình ta quán phủ tình tôi đa. Tôi là đi luôn đi thôi đó nha. Để cho mấy ông vô cái đó thôi, trên hát được. Buồn giấc mơ đôi. Tôi thấy là ở trong lyric là ghi giấc lứa đôi mà. Tao quánh mày quá, mày lục đà sai hoài vậy. Giấc mơ đôi, mở lên, có lứa đôi gì đây chứ, không bao giờ xài chữ lứa đó nha. Chim trắng thương mình tôi tính tan buồn giấc mơ. Giấc buồn giấc mơ đôi. Giấc mơ đôi. Thấp đi đâu, cao hơn á. Giấc mơ đôi. Nè, đây nè, rõ gần coi. Giấc mơ đôi. Bằng thuyền. Buồn giấc đơn côi hả? What the heck? À, xin lỗi, cái đó là khác nữa. Tao quánh mày quá, mày lục đà sai hoài vậy. Giấc mơ đôi, mở lên, có lứa đôi gì đây chứ, không bao giờ xài chữ lứa đó nha. Và thế rồi anh vẫn tan.
vui nên em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi, tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn, nhiều ngày trôi đã mong đôi. Thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Thế nhưng người hãy nhớ rồi, có phong thứ khi mất từng tim. Xin chúc mừng màn biểu diễn rất rực rỡ sắc màu của nhà Tinh Hoa. Không biết là khán giả có thấy tiết mục này rực rỡ không ạ? Tôi thì ngồi dưới kia thấy không những rực rỡ mà còn rất là sôi động. Tất cả anh em ở dưới kia, kể cả nhà đối thủ cũng đứng lên để nhảy theo. Và bây giờ chắc là tôi sẽ muốn được nghe ý tưởng dàn dựng các bạn. Với ý tưởng lần này thì thực ra là khi mà Chun nhận được bài của anh Vịnh, anh Slim thì đã có những cái tiếng đàn nguyệt rất là hay và mọi người nghĩ ngay đến là tại sao mình không làm một cái mùa lễ hội thôi. Ngày hôm nay cũng là chung kết rồi. Tất cả mọi người muốn cái tiết mục này sẽ là một cái tiết mục thật là bùng nổ, thật là màu sắc và thật là lễ hội. Nên tất cả chúng tôi đều đem hết tất cả những cái gì mà ba miền lên đây luôn. Và như mọi người thấy có hai con nghê múa dân gian của Việt Nam. Nhóm mình cũng đã nhắn tin ra tới Hà Nội để mà xin phép họ được trình diễn hai con nghê này. Và họ rất là vui mừng được ship vào đây để cho các anh em. Các anh em cảm ơn rất nhiều. Các bạn thấy sao ạ? Anh Tự Long ơi, cho em hỏi là bộ trang phục của tất cả mọi người là do ai thiết kế? Mọi người có đóng góp ý tưởng vào đấy không? Khi vào với cuộc chơi này thì tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì đến bây giờ tôi đã cảm nhận được không chỉ là những anh tài mà ở đó còn là những nhà sáng tạo ở không chỉ một bộ môn nghệ thuật, âm nhạc, múa, nhảy, múa đương đại, nhảy dân tộc và cả thời trang nữa. Hạnh phúc lắm khi mà mình được mở mang tầm hiểu biết của mình, được sống trong một cái không gian sáng tạo, tức là mọi người sáng tạo không ngừng nghỉ. Và đây là một trong những cái sự sáng tạo mà nhà tôi là nhà Tinh Hoa, nhưng phải nói một câu là nó là Tinh Hoa hội tụ.
Jun là người mà có thể nói là một trong những kỹ sư thiết kế thời trang chuẩn nhất mọi thời đại. Bài này thì mọi người có để ở đây có rất là nhiều người. Andy làm chính ở nhóm này. Bên cạnh đấy thì Jun với Cường ạ là bổ trợ. Nhưng mà tôi nghĩ là về phục trang thì Jun với ST là những người rất là tỉ mỉ, đã cho chúng tôi những cái bộ quần áo mà nó thật sự là hội tụ cả ba miền Bắc Trung Nam. Vâng, nó bùng nổ ở sân khấu này. Anh cảm ơn Jun. Dạ, một em đúng là sư phụ. Trời ơi. Đúng rồi. Dạ, thật ra một mình em sẽ không làm được đâu, không có bạn Khang, bạn Đạt và Phương cũng như Huyền ngày hôm nay đã giúp cho nhóm mình thật là rực rỡ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rất là nhiều. Đó là lời tâm sự của nhà tinh hoa. Còn lúc này chúng ta sẽ xem nhà thiếu nhi có lo lắng hay không. Dạ, thật ra thì em thấy cái tiết mục này rất là hay luôn anh. Và một lời khen dành cho Jun, em làm rất là tốt. Khi mà xem cái tiết mục này bị cuốn mà mình cảm giác là sao hết nhanh dữ vậy. Thật sự cuốn quá. Và cưng nhất là hai ông anh của em là anh Tử Long và anh Bằng Kiều. Dễ thương quá trời. Dạ vậy thôi ạ. Em nói đi xong để anh chia sẻ. Em không nghĩ là tinh hoa lại có cái màu sắc của nhà thiếu nhi à. Tôi với Tự Long thì nhảy hip hop chưa bao giờ, cho nên là hai anh em phải tập một cái đoạn đấy mà đau hết cả người. Tôi cũng phải xin lỗi Cường nhá. Trước khi ra sân khấu, Cường Seven nó bắt hai anh em phải làm 8 lần ở trong kia. Mồ hôi một kê mướt. Hôm nay mọi người thấy hai anh lớn của chúng ta nhảy đẹp không ạ? Bạn xong rồi, bạn mới thuộc đúng không? Bây giờ diễn xong rồi, bạn thuộc chưa? Thuộc rồi bạn ạ. Vâng. Phải cảm ơn thầy Cường. Bây giờ tôi với bạn xem bạn đã thuộc chưa. Trước khi mà để hai thầy làm ấy, mình sẽ đếm nhịp cho mọi người nhá. Anh sẽ quay lưng lại với cả mọi người. Mọi người chỉ cần là 1, 2, 3, 4 và xong đấy mọi người làm là phải, trái thôi. Chậm thôi nhá, chậm thôi. Ok chưa? Nhá, lại này, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, phải, trái, 1, 2, 3, 4, phải, trái, ok. Rất là hy vọng là bài này là Tết năm nay là ai cũng nhảy được. 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, ê, 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 2, 2, 3, 1, ê, tiếp, 1, 2, 3, 4, ê, 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 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, quá tuyệt vời. Tôi thích nhất là phần anh Tự Long nhảy đấy. Tôi thích kiểu nhảy của anh Tự Long hơn là điệu nhảy của Cường Seven. Còn bây giờ tôi sẽ mời nhà tinh hoa quay trở về kia. Chúng ta quay trở về với đồng đội của mình. Why Could Be by Fire. Jury đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Tài thực thách. Jury đồng hành Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thật tại chương trình 20 giờ thứ hai cách tuần từ ngày 8/7/2024 trên YouTube Year One Entertainment. Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Year One thứ bảy hàng tuần.